Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Tiếp tục là trải nghiệm season 19 và nhân vật được review ngày hôm nay đó chính là Lemuria nha anh em. Như anh em phải thấy trên màn hình thì Lemuria của chúng ta sau khi được update lên season 19 thì điều đầu tiên đập vào mắt của mình đó chính là giống như là siêu nhân anh em ạ. Với một set đồ thân level 1500 và vũ khí level 1400 kèm theo đôi cánh cấp 5 màu xanh và có hiệu ứng rơi lông vũ cũng màu xanh, thì bây giờ thật sự Lemu của chúng ta rất là giống siêu nhân. Trời ơi, sau tất cả những cái nhân vật mà mình review bữa giờ ở season 19 thì nhân vật nào cũng có một đôi cánh cực kỳ đẹp anh em, và càng ngày mũ của chúng ta nó sẽ càng được hoạt hình hóa, anime hóa rồi anh em ơi. Và tương với một vẻ bề ngoài như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn xem bảng C cũng như là vật phẩm trang bị của em nó ngày hôm nay. Đối với bảng C thì nhân vật Lemuria của chúng ta sau khi lên season 19 và hoàn thành nhiệm vụ Master 5 bây giờ đã được đổi tên thành Battlemage và cấp độ cũng đã được nâng cấp lên 1600, và sức mạnh yêu cầu để mang vũ khí sẽ là 280 và nhanh nhẹn của mình sẽ sử dụng là gần như là 1700 nhanh nhẹn, và để có thể được max speed anh em này 304/304, lượng phòng thủ em nó mang lại là 13.800, cũng thuộc dạng một trong những cái nhân vật có sức phòng thủ lớn nhất trong season 19 nha anh em. Và kèm theo đó thì em đó có một lượng magic dam và phép thuật lên đến 42.000 anh em ạ, 43.000 đấy, quá là khủng khiếp. Và chúng ta cùng lướt qua một chút về crit dam. Crit dam của em nó sẽ là 90% crit dam, ôi trời ơi. Excellent dam sẽ là 56, double dam sẽ là 25%, triple dam sẽ là 16, và tỷ lệ xuyên giáp bây giờ là 30%. Ôi trời đất ơi, cứ 3 hit là anh em sẽ có một hit xuyên giáp. Trời ơi, cái gì đây, quá là khủng anh em ạ. Rồi, vật phẩm thì ra làm sao? Vật phẩm thì ngày hôm nay Lemu của chúng ta sở hữu một cặp vũ khí level 15, một cái vũ khí cấp độ 1400 và mang lại cho nhân vật Lemu của chúng ta 249% sức mạnh phép thuật. Và khi nâng cấp lên thì em nó đã đạt được sức mạnh phép thuật mỗi level sẽ là 3 chấm. Em theo đó sẽ là một set thân Lightning Mage. Skill Attack Power sẽ là 260 và năng lượng cộng thêm sẽ là 520 điểm. Và điều đặc biệt nằm ở đôi cánh nha anh em ạ. Đôi cánh của Lemu bây giờ sẽ được tăng thêm sức mạnh phép thuật là 2324, phòng thủ sẽ là 2737, đam correction vẫn là cộng 16, và lượng đam tăng thêm và lượng đam hấp thụ vẫn là 70% và 73%, giống như là Win 4. Nhưng ở Win 5 chúng ta đã có được sức xuyên giáp của Win, bây giờ có thể đạt được 7% xuyên giáp, và lõi cánh hay còn gọi là cánh phù của Lemuria bây giờ là 273 điểm sức mạnh phép thuật. Quá là khủng khiếp anh em ơi, quá là tuyệt đẹp. Thật sự thì cả cái nhân vật season 19 mình cảm giác rất là đẹp anh em ạ, nhất là đôi cánh có một sự bứt phá vượt bậc ở season 19 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi so sánh đam của skill master và skill master 5 nha anh em, master 800 và master 5, và mình vẫn sẽ dẫn nhân vật của mình về map Aviat 3. Ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ sử dụng là skill Master 800 trước cho anh em, và mình sẽ bật bảng C lên. Khách quan vẫn là tốc độ đẩy vẫn là 304. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn xem đam của em nó mang lại. Trời ơi, đam dày quá anh em ạ, 1.350.000, 1.350.000, đó chính là sát thương lớn nhất mà em nó có thể gây lên trên một hit. Và mình sẽ đối với nhân vật Lemuria thì mình sẽ để thời gian lên đến gần 1 phút nhé, vì chúng ta cần phải có thời gian để thả quả cầu nữa. Ở season 19 thì Lemuria vẫn có thể thả được 4 quả cầu cùng một lúc, bởi vậy nên mình sẽ giữ đến lên 1 phút để có thể đạt được cái quả cầu tối đa nhé. Rồi như anh em cũng có thể thấy
khi mà sử dụng skill Master level 800 thì tổng đam trên 1 giây, tức là DPS, bây giờ đã có thể đạt đến gần 12 triệu, cũng ngang ngửa với RF cũng như là DK đấy nhé. Và nó vượt trội hơn hẳn với các nhân vật mình đã tải còn lại. Đây với chỉ là skill Master 800 thôi nha anh em. Lát nữa chúng ta sẽ cùng tải skill Master 5. Anh em nhìn này, bây giờ là 11.500.000 đam trên 1 giây nha anh em. Rồi, mình sẽ đổi sang skill Master 800, skill Master 5 nha anh em. Vẫn là mặt bảng C lên. Auto. Cảm giác là em nó ra đòn nhanh hơn anh em ạ. Lượng đam ra rất là dày, 1.367.000. 1.367.000, đó là sát thương lớn nhất mà em nó có thể mang lại. Ôi ôi. Và anh em nhìn đám trên dây này, tổng đám trên dây bây giờ lên đến 16 triệu, ngang ngửa với GL luôn rồi anh em ạ. Và nói đi chăng nữa là mình cũng quên test cho anh em một cái video tổng hợp về nhân vật GL sau khi được làm lại anh em nhỉ. Anh em sẽ đợi mình trong video tiếp theo nha anh em. Mình sẽ làm cho anh em một video về GL, về khả năng đi trên cũng như là so sánh lượng đám giữa skill Master 800 và skill Master 5. Phải là ngon đấy anh em ạ, 1.3 đám rất là dài. Nhưng mình nhìn thấy con số 2.700.000 kìa anh em, triple kìa. Mình nhìn nhầm không vậy anh em? Mình vừa thấy con số là 2.700.000 nhưng không biết có phải không. Chắc là nhầm anh em ạ, vẫn là 1.367.000 thôi. Rồi, 16.500.000, ok cho anh em. Quá là ngon, đối với một nhân vật phép. Bây giờ mình sẽ đưa em nó đến map cuối cùng, đó chính là map Island. Và chúng ta sẽ cùng nhìn khả năng em nó đi trên như thế nào. Rồi mình vừa đưa em nó đến bãi Hotspot Wing, bài khắc khe của Penta mình đang sử dụng. Rồi mình sẽ đưa dần em nó vào khi sau khi thả đủ quả cầu nha anh em. Hai quả rồi anh em ạ, thêm một quả rất là đẹp. Và bây giờ mình đang sử dụng skill Master 5. Skill Master 5 bây giờ của chúng ta có tên là Ultimate Thor of Station. Và lượng AG chỉ mất 6 điểm, mana sẽ là tổn 95 và rank của nó sẽ là rank 7. Rồi, cái nhận bằng con hàn không sao cả. Mình sẽ là max speed thôi anh em. Trên vẫn cực kỳ khỏe. Lemuria thì đi trên chưa bao giờ là vấn đề anh em ạ. Đây là lượng đam của Lemuria khi mà chưa đi kẹp với Kundun nha anh em. Nếu như mà anh em có đi kẹp với một nhân vật Kundun thì lượng đam của Lemuria sẽ được tăng thêm 30%. Trời ơi, quá là khủng khiếp. Nên cực kỳ khỏe anh em ạ. Khả năng clear quả cực kỳ tốt. Tốt hơn rất nhiều so với các nhân vật khác. Chỉ đứng sau GL và RF. RF thì nó sẽ có tầm đánh dash size là AOE. Nhưng đổi lại Lemu của chúng ta có tầm đánh là rank 7 anh em ạ. Tôi sẽ phóng gần một tí cho anh em dễ nhìn cái lượng đam gây ra. Và skill Master 5 của Lemuria nó sẽ kết hợp giữa skill Ultimate Four và skill Island nha nhé. Kết hợp hai skill lại với nhau. Bởi vì bài quái Island này của chúng ta khá là khỏe nên gần như cả cái nhân vật nào đều cũng chịu tầm 3 hit đam là sẽ bị ngọt của tỏi hết, bất kể nhân vật là gì.
có thể là admin sẽ phải điều chỉnh lại lượng sắp thương của map Iceland. Để như này thì anh em về đi trên rất là khó khăn, và nhất là với những anh em đi solo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về bảng Master 5 của Lemuria. Điều gì làm nên sức mạnh của em đó? Như anh em cũng có thể thấy, một trong những lý do mà mình chưa thể làm được hướng dẫn build đối với từng nhân vật đó bởi vì chỉ là lỗi không thể chế tạo một số thẻ skill Master 5 của một số nhân vật. Ví dụ như trên màn hình anh em có thể thấy skill Ultimate Force tăng điểm, skill Attack Power tăng range và tăng AG đã không thể được chế tạo thành công cho dù mình chế tạo bao nhiêu lần đi chăng nữa, và mình đã xác định đây là một lỗi bung của game. Và hiện tại bên chỗ IGCN bên làm game họ đang sửa lại cái lỗi này, và hy vọng trong một ngày gần nhất thì Lemuria của chúng ta có thể có được cái skill Ultimate Force tăng AG, tăng thêm lượng skill Attack Power cho em nó. Đối với Lemuria thì skill Ultimate Force Duration này nó chỉ tăng cho chúng ta được skill Attack Power lên 79 điểm ở cấp độ 5 nha nhé, level 5 thì cũng chỉ tăng 79 điểm mà thôi. Và khi mà chúng ta build Lemuria ở season 19 thì ở bên nhánh phải của cột blue, tức là cột màu xanh nước biển, thì anh em lấy cho mình là Attack Power tăng đam của Win 5, tăng phòng thủ của Win 5, tăng đam phép thuật theo mỗi level và tăng đam diện rộng khi sử dụng skill AOE, và cuối cùng là double đam. Bên tay trái của màu blue xanh nước biển, anh em tiếp tục lấy cho mình tăng min đam phép thuật, tăng nhanh nhẹn, tăng năng lượng và tăng max đam phép thuật. Ở bên dưới sẽ là tăng battery power 96 điểm, và cuối cùng sẽ là thẻ tinh anh click đam 11%. Ở màu xanh lá cây thì anh em vẫn lấy tương tự cho mình giống như ở trên màu blue, không khác gì cả. Tương tự như vậy đối với màu tím, cùng lấy tất cả các cái cột tương tự giống màu blue và màu xanh lá cây nha anh em. Chỉ khác ở thẻ tinh anh sẽ là lấy xuyên giáp cộng 5, tăng 4% xuyên giáp, và thẻ tinh anh màu xanh sẽ là tăng Excellent Dam cộng 3, 7,4%. Đối với cột màu tím thì thẻ tính nhanh của chúng ta sẽ lấy được Triple Dam là cộng 3, tăng 2,2%, và tăng Skill Dam cộng 4, tăng 4,6% Dam Skill. Và sau khi có thẻ tính nhanh được thẻ Skill mà được fit lỗi thành công thì chúng ta hy vọng nhân vật Lemuria của chúng ta sử dụng Skill Master 5 sẽ mạnh con mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Anh em sẽ cùng mình nhìn khả năng đi trên của em đó, cực kỳ tốt anh em ạ. Đám rất là dày. Rồi trên đây là một video ngắn review của mình về nhân vật Lemuria, và hy vọng anh em sẽ thích cái video này. Nếu như mà anh em có bất kỳ ý kiến nào về cách build cũng như là một số lỗi của Lemuria khi mà mình vừa giới thiệu xong thì anh em có thể để lại cho mình một bình luận ở bên dưới. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp cho mình có động lực ra thêm nhiều video nữa cho anh em. Và ngoài ra anh em cũng có thể donate cho mình qua tài khoản Momo bằng mã QR hiện ở trên màn hình. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.